hay yêu thương là lời nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trong ngóng trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say triền miên, để đêm nay gửi trôi một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm thương lắm mà xa lắm đau lắm, ai chờ mong chờ em chờ đợi ai. Yêu lắm thương lắm mà xa lắm đau lắm, ai chờ mong chờ em chờ đợi ai à. Chào các bạn, hôm nay Levi Music sẽ trở lại với các bạn trong video tiếp theo hướng dẫn đệm hát bài 4 chữ lắm. Các bạn phải tự nhiên thường xuyên lên mạng để nghe bài hát này 4 chữ lắm nhé, để các bạn quen với giai điệu và quen với cái tiết tấu của bài hát này. Khi chúng ta quen giai điệu, chúng ta rất là dễ dàng khi đệm hát, đúng không ạ? Rồi, bài này cực kỳ dễ nha các bạn. Chúng ta sẽ nối tiếp đi từng bước lên để đạt được kết quả trong vòng 3 tháng ha. Chắc chắn cùng nè, cố lên nào. Rồi, bài hát 4 chữ lắm, chúng ta sẽ làm quen với những hợp âm sau. Đầu tiên, hợp âm mi thứ. Tiếp theo, hợp âm son trưởng. Tiếp theo, hợp âm rê trưởng. Hoặc là chúng ta bỏ ngón 2 đi ha. Đó, rồi, và hợp âm la thứ 7. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau tập những hợp âm nhé. Đầu tiên, ngón số 2 chúng ta nhớ ha, ngón 1, ngón 2, ngón 3 và ngón 4. Dây 1, dây 2, dây 3, dây 4, dây 5 và dây 6. Ngăn số 1, ngăn số 2, ngăn số 3 và ngăn số 4. Các bạn nhớ ha những cái quy định đó nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta làm quen với hợp âm mi thứ. Ngón số 2 của chúng ta đây, bấm vô dây số 5, ngăn số 2. Rồi, ngón số 3 của chúng ta bấm vào ngăn thứ 4, dây thứ 4 và ngăn số 2. Chúng ta có được hợp âm mi thứ. Ngón 2 vào dây 5, ngăn 2. Ngón 3 vào dây 4, ngăn 2. Chúng ta có được hợp âm mi thứ. Chúng ta dùng móng của tay phải chúng ta, ngón trỏ rải xuống. Đó. Tiếp theo, hợp âm son trưởng. Chúng ta sẽ chơi hợp âm son này cho nó hay ha. Đó, có hai kiểu son. Một là chúng ta chơi son này. Đó ha. Đó, ngón 2 bấm vào C, ngón 3 bấm vào son. Ngón 2 là dây số 5, ngăn số 2. Ngón 3 là ngăn số 3, dây số 6. Và ngón út chúng ta, ngón cuối cùng, ngón 4 ở trong ngăn số 3 của dây số 1. Hoặc là chúng ta sẽ chơi son này, ngón số 1 vô ngăn 2 của dây số 5, ngón số 2 vô ngăn 3 của dây số 6, ngón số 4 vô ngăn 2, ngăn 3 của dây số 2, và ngón cuối cùng, ngón út vô ngăn 3 của dây số 1. Chúng ta có son. Đó. Rồi, tiếp theo hợp âm rê trưởng. Ngón số 1 bấm vô dây số 3 và ngăn 2. Dây 3 ngăn 2 nha các bạn. Ngón số 2 vào ngăn 2 dây số 1. Ngón số 3 vào dây 2 ngăn 3. Chúng ta có được hợp âm rê. Hoặc chúng ta bỏ bớt ngón 2 đi, giữ nguyên ngón 1 và ngón 3. Đó, nghe nó hay hơn, thú vị hơn. Rồi, tiếp theo là la thứ 7. Ngón 1 vô ngăn số 1 dây 2. Ngón 2 vào dây số 4 ngăn 2. Ngón 3 vào dây số 3 ngăn 2. Chúng ta có được hợp âm la thứ. Và bỏ ngón 3 đi, chúng ta có được hợp âm la thứ 7. Và bài này chơi la thứ 7 cho nó hay nhé. Cùng ôn lại. Mi thứ, chúng ta rải, chậm rải ha. Tempo chậm, nhớ các bạn dậm chân theo nhé. 1, 2, 3, 4 rải. 2, 3, 4 qua son. 1, 2, 3, 4 qua rê. 1, 2, 3, 4 qua la thứ 7. Rồi về mi lại. Rồi son. Đó, rất là dễ dàng, nhớ dậm chân theo nha. 3, 4 la thứ 7. Đó, rồi bây giờ chúng ta chơi tempo nhanh hơn nè. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước qua tập tay phải ha. Điều này điều luôn rất là đơn giản thôi các bạn, giống như bài ba kể con nghe phần 2 ha. Bùm chát đập chát, bùm chát đập chát, bùm chát đập chát là chúng ta chơi cùng lúc dây 1 2 3 ha, móc lên cùng lúc 1 2 3 móc đó, dây 1 dây 2 dây 3 chúng ta móc lên ha. Đó, bùm là chơi dây bát, các bạn nhớ ha, dây bát ha, bát mi này đó, bát son, bát rê và bát la. Bây giờ mi trước ha. Một là chúng ta dậm chân xuống là chơi bát một, và dở chân lên là chơi dây 1 2 3 và ha, lại này bát đó, một và hai, chúng ta dùng ngón cái đập vô ba dây bát trên, hai hai, thấy chưa? Đó, chúng ta lắc cổ tay này, dùng cái lực của cái cổ tay, không phải dùng cánh tay nhé các bạn, lực cổ tay đập vô nó tạo nên cái tiếng như thế này ha. Bùm chát đập đó, một và hai, rồi và dở chân lên chúng ta tiếp tục chơi dây 1 dây 2 ha. Bát đập, bát đập, một và hai và ba và bốn và một và hai và ba và bốn và đó, chơi nhanh hơn. Rồi chuyển qua son rê la. Yêu là đâu, thương là đâu, sao chờ bóng người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào, tay cầm tay, thương là thương sao chờ bóng ngày mai. Ai biết ra sao người có đi xa. Thế là chúng ta xong bài 4 chữ lóng. Các bạn nhớ tập luyện thường xuyên mỗi ngày nhé. Ngày tiếng đồng hồ đến 2 tiếng đồng hồ thì các bạn sẽ rất là nhanh có kết quả và rất là thuần thục. Ok, bye bye. Hẹn các bạn lại trong video clip tiếp theo.